tiếp tục cuộc hành trình đi lên núi. Nãy giờ mình đứng mình nghỉ ngơi cho nên mình tắt video. Giờ tiếp tục cuộc hành trình đi lên núi. Cho anh xe máy ảnh. À nó quay được phải không? Nè, đấy, thấy chưa? Thấy lên núi chưa? Chỉ có những người đam mê thôi mới đi lên được nha, mới có cái sự mãnh liệt, dũng mãnh đi lên được đấy, thấy chưa? Đi lên vòng. Phải đi lên đường dứt dắt lên mới được. Hên quá. Nãy mình lấy được cái chiếc dép, đi nó cũng đỡ chân. Ồ, có cái nón bảo hiểm iRock nữa. Có nón bảo hiểm iRock nữa. Không biết nữa. À. Thì là zoom. Zoom được. Ê dừa. Ủa? Anh lên tới đó rồi hả? Anh chạy lên trước mình, anh đứng anh quay phim. Đi cũng vui, đi mặc dù mệt nhưng mà cũng vui. Mình trời nắng quá. Cả nhà mình thấy núi cao chưa? Đấy, hồi nãy giờ mình đã chinh phục được một đoạn dưới đó rồi đó. Mình đi lên tiếp nữa. Ô. Ô, có xe lốp thứ dữ nữa hả? Đây. Còn đây mới chính là con đi núi đây. Đấy, lốp ga nhìn khủng chưa? Xe ai đây anh? Xe anh luôn hả? Anh này anh không có gì mà anh có xe anh rải đầy núi hết rồi. Đấy này anh chạy con kia. Mà sao anh quen giữa rừng vậy nè? Trên này còn chiếc nữa hả? Trời, xe rải đầy núi vậy luôn. Em có. Rồi xe rải đầy núi luôn. Đấy. Thấy chưa? Lốp đi núi phải lốp này nè. Mới khủng. Lốp đó có mười mấy triệu cái à. Mười mấy triệu một cái hả? Nó nằm trong cái xe cào cào đặc biệt chuyên lên núi á. À, nằm trong xe cào cào luôn. Nhưng mà nó không đi được, nó tặng cho anh á. Nhưng cái đó mua không có. Đang cái lốp không mua. Tháo cái lốp không mà được mười mấy triệu phải không? Thôi nó chơi cho đi lên. Đi lên. Đi lên. À, xe đi đường kia mình đi đường này. Đấy. Hấp dẫn chưa? À, xe ảnh rải đầy núi hết luôn. À, trong đó còn chiếc nữa. Đây, trong này còn chiếc nữa. Đây. Chim ngưỡng con xe đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nè, dĩa xe nè, khủng khiếp chưa? Dĩa 60 á. Dạ. Xây xích dài 1m2 á. Xích dài 1m2 luôn. Con này đổ gấp rồi nha. Con này đổ gấp lại rồi.